Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình BTH Công nghệ. Trang giới thiệu các sản phẩm về bộ phát Wi-Fi, thiết bị mạng 3G, 4G, hệ thống nhà thông minh. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn bộ sản phẩm đó là bộ phát Wi-Fi Mecusit MW305R, một sản phẩm của thương hiệu Mecusit, một trong ba thương hiệu lớn về thiết bị mạng trên thế giới. Đây, trên tay mình đang là chiếc MW305R của Mecusit. Bộ phát sóng Wi-Fi Mecusit này thiết kế là 3 râu Wi-Fi anten. Đây, ba anten Wi-Fi đây. Ba râu anten, mỗi anten dài là 5 dB và tốc độ của nó là 300 megabit trên giây. Bộ sản phẩm thì có một cổng WAN và ba cổng LAN với nguồn là nguồn 5V 0.6A chân nhỏ. Đây. Sau đây thì mình sẽ mở hộp chiếc sản phẩm Mecusit 305R này ra. Thì bộ sản phẩm Mecusit 305R này thì ưu điểm của nó đó là phát Wi-Fi thì rất là mạnh, dễ dàng cài đặt và lắp đặt. Nhược điểm của nó thì là thiết kế hơi xấu một chút thôi, cho nó không được đẹp như một số mã của TP-Link và Tenda trên thị trường. Đây. Bên trong chiếc hộp của Mecusit này thì thứ nhất đó là tờ hướng dẫn sử dụng này. Sử dụng hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Thứ hai đó là sản phẩm Mecusit của chúng ta, bộ sản phẩm Mecusit 305R, một cuộn một cọng dây LAN dùng để cài đặt và một bộ nguồn. Mình sẽ để gọn này. Đây, chọn bộ sản phẩm này. Dây LAN này, nguồn. Đây, sau đây thì mình sẽ để gọn sản phẩm này. Mình sẽ nói qua một chút về bộ phát Wi-Fi Mecusit. Bộ phát Wi-Fi Mecusit thiết kế với tông màu trắng. Trên mặt của sản phẩm có thiết kế logo của Mecusit. Đây. Ba râu Wi-Fi, mỗi râu dài 5 dB. Và sản phẩm là thiết kế theo hình vòng bán nguyệt. Theo mình là thiết kế này cũng tạm được. Về mặt thiết kế thì hơi xấu một chút. Và trên mặt của sản phẩm này thì không có các đèn báo tín hiệu về Wi-Fi cũng như là LAN, mà chỉ có một đèn báo tín hiệu duy nhất là đèn báo nguồn cũng như là tín hiệu thôi. Đây là đèn báo nguồn dưới cái cổng anten này. Ba anten này gấp thu vào thoải mái các bạn nhé. Mặt đằng sau thì mình nói qua, đây là nút reset này, đây là nút cắm nguồn, cổng WAN, ba cổng LAN ra này. Đây là về thông số của sản phẩm này, đây là tem phân phối. Bộ phát Wi-Fi Mecusit 305R, tốc độ Wi-Fi 300 megabit trên giây. Và giá của nó thì rất là rẻ. Giá các bạn có thể mua trên thị trường hiện nay với tầm khoảng 200 trên dưới 200 nghìn một bộ sản phẩm này thôi. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn về các bạn về cách thay đổi tên cũng như là mật khẩu cho bộ phát Wi-Fi Mecusit này khi chúng ta mua về sử dụng. Thì để tiến hành thay đổi tên cũng như là mật khẩu thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho bộ phát Wi-Fi Mecusit này. Sau khi các bạn cắm nguồn thì các bạn sẽ để ý cái đèn ở đây cho mình. Đây. Đây. Cái đèn báo màu xanh đã có điện vào rồi các bạn nhé. Đây. Để tiến hành thay đổi tên cũng như là mật khẩu thì chúng ta sẽ cần một chiếc điện thoại hoặc chiếc máy tính. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trên chiếc điện thoại smartphone cho nó dễ. Thì đây là trên tay mình đang cầm là chiếc iPhone 6. Chúng ta sẽ dùng chiếc điện thoại này để bắt cái Wi-Fi của Mecusit. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải vào trong mục cài đặt. Các bạn vào trong mục Wi-Fi. Các bạn sẽ tìm, sẽ thấy một cái tên đó là Mecusit 3D42. Đây. Các bạn nhìn mặt sau của nó thì sẽ thấy cái tên Mecusit này. Tên cuối cùng này, SSID Mecusit 3D42. Các bạn sẽ kích nó vào. Cái Wi-Fi này là thường thường là để trống, không có mật khẩu, các bạn lưu ý nhé, mặc định của nó là không có mật khẩu. Các bạn sẽ bấm nó vào đấy. Và đợi cho cái điện thoại này bắt Wi-Fi của Mecusit. Đây, bắt rồi các bạn nhé. Các bạn sẽ bấm nó vào đây. Các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ nhìn trong bộ định tuyến của nó là 192.168.1.1. Đây, cái dòng của nó đây. Tại sao các bạn cần phải nhớ cái dòng này? Để cái đây là cái bộ định tuyến này, cái dãy IP này để truy cập vào địa chỉ để thiết lập. Mình sẽ thoát ra ngoài. Các bạn vào trong một trình duyệt web bất kỳ, Google Chrome cũng được, Safari cũng được, Firefox cũng được. Các bạn dùng trình duyệt nào thì các bạn vào đấy, mình sẽ vào trong Google Chrome. Thì các bạn sẽ nhập vào cái địa chỉ vào đây. Các bạn lưu ý là nhập cái địa chỉ nhé, chứ không phải nhập trong tìm kiếm của Google nhé.
đó là 192 này. Các bạn lưu ý là nhập trong địa chỉ tìm kiếm 192.168.1.1 đây. Thì sau khi vào trang của 192.168.1.1 rồi, các bạn phải nhớ là nhập vào cái hành địa chỉ nhé. Các bạn không nhập trong tìm kiếm của Google, tìm kiếm của Google nó không có mạng thì không thể truy cập được đâu. Thì nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập password. Password này các bạn lấy đâu ạ? Password này các bạn tự đặt nhé, tự đặt. Có nghĩa là các bạn tự đặt một cái password bất kỳ. Nó giới hạn của nó là từ 6 đến 15 ký tự. Thì mình sẽ nhập đó là Đông Lê 190 đi. Mình sẽ nhập dưới bên dưới cũng như vậy. Đồng Lê 190. Đây, các bạn nhập trên làm sao thì các bạn nhập dưới cũng dưới như vậy đây. Sau khi nhập xong rồi các bạn sẽ ấn vào nút sang phải. Đây. Thì cái mặc định của nó xuống vào dưới đây thì nó sẽ vào là PPoE. Đây. PPoE thì các bạn dễ cài đặt hơn. Còn Smart IP với kia các cái D-Matic này thì các bạn sẽ dùng cho cài đặt nâng cao hơn. Các bạn dùng cứ, nó mặc định như thế này rồi thì các bạn cứ vào kệ nó thôi, chọn rồi đấy. Thì nó sẽ yêu cầu đó là các bạn nhập tên và password, thì chúng ta không cần bỏ qua này, kệ nó. Sau khi các bạn bấm vào tên và password thì nó sẽ yêu cầu nhập, thì các bạn sẽ bấm vào config, các bạn quay trở lại nhé. Đây, mình sẽ bấm trở lại cho các bạn một lần nữa này. Đây, sang đây này, đến phần này nhé, còn bấm bỏ qua cái phần tên và password này. Sau đấy nó yêu cầu là các bạn một là back, hai là config, các bạn ấn vào config này. Thì nó sẽ hiện ra cái tên và cái password này. Cái tên này là cái tên mặc định của bộ phát wifi này. Đây. Bây giờ các bạn muốn đổi tên của bộ phát này là tên gì thì các bạn sẽ xóa cái dòng này đi, các bạn đặt tên cho nó. Được chưa? Đây mình sẽ đặt tên của nó đó là BTH. Thôi. BTH Hà Nội đi. Rồi. Mật khẩu các bạn cũng tự đặt. Mật khẩu các bạn đặt là số điện thoại hay ký tự gì cũng kệ, tùy theo nhu cầu, tùy theo sở thích của các bạn. Mình sẽ đặt nó là số điện thoại của mình. 0971819262. Đây. Mình đặt tên mới của bộ phát này là BTH Hà Nội. Mật khẩu của nó là số điện thoại của công ty 0971819262. Sau khi các bạn nhập xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút sang phải tiếp. Cái nút sang phải này các bạn lưu ý nhé. Nó sẽ yêu cầu đó là các bạn kích vào Phoenix để hoàn thành quá trình này. Đây, kích vào cái nút này. Các bạn thành công rồi, sau khi nhập hết rồi các bạn sẽ kích nó vào cái nút Phoenix này. Và các bạn sẽ đợi cho bộ thiết bị này nó khởi động từ khoảng 10 đến 15 giây. Đây, nó đang khởi động nhé. Các bạn cứ kệ nó. Khởi động từ tầm khoảng 10 đến 15 giây thì các bạn thoát ra ngoài, các bạn cài đặt lại, truy cập lại vào được. Đây. Nó sẽ không báo đâu, kệ các bạn cứ kệ nó, mình sẽ thoát ra ngoài. Sau khi cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ vào mục cài đặt quay lại từ lúc đầu, mục cài đặt này. Thì nó sẽ hiển thị ra rồi, đây cái wifi BTH Hà Nội mình đặt nó hiển thị ra rồi các bạn nhé. Nhưng cái Megusit này nó đang lag, mình sẽ tắt nó đi. Mình sẽ bật lại cái wifi. Đây, hiện tại cái Megusit nó đã mất rồi. Thì hiện tại nó chỉ còn cái BTH Hà Nội này thôi. Mình sẽ nhập vào cái BTH Hà Nội này. Mật khẩu mình vừa đặt đó là 0971819262. Mình nhập đúng cái mật khẩu wifi. Đây, có mạng rồi các bạn nhé. Có wifi rồi này. Hiện tại thì nó chưa cắm cái dây mạng LAN. Bây giờ các bạn muốn sử dụng rồi thì các bạn chỉ việc cắm thêm cái dây mạng LAN vào thế là sử dụng được thôi. Đây, đây. Mạng LAN từ cái bộ phát wifi tên đài mình kéo sang đây thì cắm vào đây thì mình sử dụng được. Đây. Đây, hiện tại thì đã có mạng wifi rồi đây. Tới đây thì mình đã hướng dẫn các bạn đổi tên cũng như là mật khẩu cho bộ phát wifi Megusit MW305R khi các bạn mới mua về cái cài đặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị.